Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin tài chính thị trường. Một số tin tức đáng lưu ý sau đây sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong những phút sắp tới. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi nội dung chi tiết. 80% sàn bất động sản không có doanh thu. Từ nay đến hết năm 2021, nhiều dịch vụ tại hai cảng Cát Lái và Hiệp Phước sẽ được miễn phí. Facebook, YouTube lỗ lớn vì những thay đổi của Apple. Thưa quý vị, trong báo cáo thị trường bất động sản quý 3, Bộ Xây dựng cho biết số lượng nhà ở đưa ra thị trường còn tồn và chưa giao dịch ước tính vào khoảng hơn 15.000 căn. Theo thống kê, hiện có tới hơn 80% sàn giao dịch không có doanh thu hoặc doanh thu rất thấp. Quỹ lương ngày một cạn kiệt, buộc phải cắt giảm nhân sự hoặc cho tạm nghỉ việc không lương. Thực tế cho thấy, mặc dù các sàn giao dịch đã chủ động linh hoạt thay đổi phương án kinh doanh, nhưng với tình hình dịch bệnh trong quý 3, các sàn giao dịch bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt đối với các sàn giao dịch có quy mô vừa và nhỏ, có nguồn lực tài chính thấp, sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa trình Bộ Giao thông Vận tải văn bản đề xuất danh mục các dự án mới kêu gọi đầu tư nước ngoài lĩnh vực đường sắt. Theo đó, có 6 dự án được đề xuất gồm dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án đường sắt Trảng Bom - Hưng Hòa, dự án tuyến đường sắt vành đai phía Đông thuộc đường sắt khu đầu mối thành phố Hà Nội, dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Dạ. Theo lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam, hình thức kêu gọi đầu tư nước ngoài các dự án này là tài trợ vốn, hợp tác hoặc chuyển giao công nghệ kỹ thuật, liên doanh, góp vốn mua cổ phần, cung cấp thị trường. Theo thông báo mới nhất của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, từ nay cho đến hết năm 2021, nhiều dịch vụ tại hai cảng Cát Lái và Hiệp Phước sẽ được miễn phí. Đây là một trong những chính sách nhằm hỗ trợ khách hàng trong điều kiện bình thường mới. Theo đó, cảng Cát Lái sẽ miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng. Đối với container hàng khô thông thường hạ bãi tại Cát Lái chờ xuất tàu, cảng tiếp nhận container trước không quá 5 ngày so với thời điểm dự kiến tàu đến cảng. Tại cảng Hiệp Phước, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đưa ra chính sách hỗ trợ container hàng nhập khẩu nhận trực tiếp tại cảng như miễn phí giao nguyên container cho khách hàng, miễn phí lưu bãi, miễn phí 24 giờ vận hành container lạnh, đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa chận đơn đổi cảng đích sau khi khách hàng đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục trên hồ sơ giấy và trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh vừa xin cơ chế giảm thời gian làm thủ tục hành chính để xác định giá đất, thẩm định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, dự án theo các phương pháp định giá đất hiện nay từ trên dưới 3 năm xuống chỉ còn khoảng 10 cho đến 15 ngày làm việc. Nếu được chấp thuận thì đây sẽ là sự kéo giảm thời gian làm thủ tục hành chính mang tính đột phá lớn. Chung cư Lê Thành Twin Tower này đã bàn giao cho cư dân vào ở được 7 năm nay. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa tính xong tiền sử dụng đất, dẫn đến việc người dân chưa được cấp chủ quyền nhà. Không có lý do cụ thể cho việc chậm trễ này, chủ đầu tư chỉ biết đứng ngóng các sở ngành ra quyết định chính thức về số tiền sử dụng đất phải nộp, sau đó mới có thể xin cấp chủ quyền cho chủ căn hộ. Các cái phương án mà của cái đơn vị độc lập mà tính tiền sử dụng đất bằng phương án thặng dư cũng đã trình nhiều lần, nhưng cái giữa cái đơn vị tính tiền sử dụng đất cũng như là hội đồng thẩm định giá là sửa qua sửa lại kéo dài tới nay 7 năm và chúng tôi cũng chưa được cái giá chốt để mà đóng tiền sử dụng đất. Trước những bất cập trên, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả khu đất thửa đất, thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá. Nếu được chấp thuận thì sẽ kéo giảm thời gian đáng kể làm các thủ tục hành chính, cởi trói khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng ta không cần phải lập một cái hội đồng rồi qua những cái văn bản thẩm định giá, nó kéo dài có thể là 2-3 năm cũng chưa xong. Bây giờ diện tích đất thì bao nhiêu, rồi có một cái đơn giá đã thống nhất như vậy, nhân lên một cái là chừng một tuần lễ là xong. Thời gian làm cái thủ tục này từ 3 năm, 5 năm sẽ giảm chỉ còn 10 đến 15 ngày. Và nó giảm thiểu được cái rủi ro đối với cán bộ công chức khi tham gia thực hiện xác định giá đất, cũng như là doanh nghiệp có thể tiên lượng được cái tiền sử dụng đất phải nộp để xem xét quyết định đầu tư hay là không đầu tư đối với dự án.
thực tế, phương pháp định giá từng loại đất trong bảng giá đất và được điều chỉnh bởi hệ số K hàng năm theo từng khu vực, từng vị trí của khu đất, thửa đất, hoàn toàn có thể do cơ quan quản lý đất đai và cơ quan tài chính cấp tỉnh thực hiện, vì đã có căn cứ là bảng giá đất. Phương pháp này cho kết quả rất nhanh, giảm thiểu tối đa các thủ tục, rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính xuống chỉ còn khoảng 10 đến 15 ngày làm việc, nên không cần phải thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Hiện nay là tất cả các cơ quan mà thực thi pháp luật cũng mong rằng là những cái khó khăn vướng mắc sẽ được các cơ quan cấp hỗ trợ hướng dẫn và bổ sung vào các quy định. Thì như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được nhanh hơn những cái vấn đề mà trong thực tiễn đòi hỏi. Việc tính tiền sử dụng đất bị tắc nghẽn là vấn đề bức xúc của người dân lẫn doanh nghiệp thời gian qua. Quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng. Nếu chính phủ chấp nhận đề xuất này của thành phố, sẽ sớm giải được bài toán áp lực về dòng vốn của doanh nghiệp, vì chỉ khi có sổ hồng, doanh nghiệp mới thu được 5% số tiền còn lại sau khi bàn giao nhà. Nếu chậm ngày nào, doanh nghiệp khó khăn ngày đó. Thưa quý vị, sau nhiều nỗ lực, hàng Việt Nam đã bắt đầu thâm nhập được thị trường lớn tại châu Âu. Tuần hàng Việt Nam tại Carrefour của Pháp là một trong những sự kiện thể hiện điều này. Phản ánh của phóng viên tại Pháp. Đây là cảnh quan lễ khai trương tuần hàng Việt Nam tại Pháp được tổ chức tại siêu thị Carrefour ở thành phố Collision, ngoại ô phía đông thủ đô Paris. Tại đây có đủ các sản phẩm độc đáo của Việt Nam, từ bánh phở, nhãn sấy khô cho đến thanh long, chanh leo. Khách hàng cũng có thể trực tiếp thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam như nem, nước mía, trà. Các sản phẩm của Việt Nam bán rất chạy. Món nem này được pha trộn rất hợp lý, đặc biệt khi ăn với chấm, thật sự rất ngon. Đây là lần đầu tiên tôi nếm thử món nước mía này, nó rất ngon. Thỉnh thoảng tôi cũng được nếm thử các món ăn Việt Nam. Và lần này là nhờ có sự kiện tại Carrefour này, tôi rất thích. Đưa hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc nông sản, là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam. Trao đổi cùng lãnh đạo tập đoàn Carrefour, cùng rất đông khách hàng Pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, với văn hóa ẩm thực nhẹ nhàng, tinh tế, rất có lợi cho sức khỏe cùng những trái cây nhiệt đới đa dạng, ẩm thực Việt Nam sẽ là một lựa chọn tốt cho các khách hàng Pháp. Bộ trưởng cũng cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA là cơ hội để sản phẩm Việt Nam đến với người tiêu dùng Pháp ngày càng nhiều hơn. Bộ trưởng đối tác của Cộng hòa Pháp, chúng tôi đều thống nhất là sẽ phải nỗ lực để trong vài năm tới đẩy kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam-Pháp lên gấp 2 lần so với hiện nay, và phải đẩy cái thương mại hai chiều Việt Nam-Pháp đứng thứ nhất trong khối các nước châu Âu. Việc Carrefour, tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới của Pháp, dù chưa có đại diện ở Việt Nam và cũng là lần đầu tiên tổ chức tuần hàng Việt Nam trong hệ thống siêu thị, thể hiện một cái sự kiện rất có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy và giới thiệu hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Pháp. Đây sẽ là cơ hội để hàng Việt Nam được tiếp cận và tới tay một lượng khách hàng rất lớn của cái hệ thống siêu thị đầy tiềm năng này ở Carrefour. Và sẽ tạo ra tiền đề có thể tổ chức nhiều hơn nữa những cái sự kiện tuần hàng Việt Nam hàng năm ở trong hệ thống siêu thị của Carrefour, và sau đó cũng góp phần tăng cường những cái sự hiện diện của các loại hàng hóa Việt Nam tại thị trường Pháp nói riêng cũng như là địa bàn châu Âu nói chung. Chính sách bảo mật mới của Apple có tác động lớn đến doanh thu quảng cáo của nhiều công ty truyền thông xã hội nổi tiếng. Theo đó, việc cho phép người dùng từ chối theo dõi đã khiến Snap, Facebook, Twitter, YouTube mất tới 9,85 tỷ đô la Mỹ trong nửa cuối năm nay. Chính sách minh bạch và theo dõi ứng dụng của Apple yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng phải xin phép người dùng một cách rõ ràng để theo dõi hành vi của họ trên các thiết bị di động. Với tùy chọn mới này, người dùng thường sẽ chọn không theo dõi. Điều này khiến các nhà quảng cáo không biết làm thế nào để nhắm mục tiêu. Do đó, chi tiêu quảng cáo của họ đã giảm trên Snap, Facebook, YouTube và Twitter. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.